Tử vi về ngày 16 tháng 12 âm lịch Bính Tý. Xin chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Trong chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung ngày 13 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Qua ngày 16 tháng 12 âm lịch. Ngày 16 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 16 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 28 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này có nạp giáp là ngày Bính Tý, nạp âm là Giản Hạ Thủy, tức là nước dưới khe. Do Tý và Ngọ chính xung, Bính Dương Hỏa khắc Canh Dương Kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 16 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý sẽ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Như trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày cũng có phúc tinh và tướng tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Sửu, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Người tuổi Sửu trong ngày Bính Tý sẽ có cát thần quốc ấn sáng chiếu. Thân sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa vì Tý Sửu tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dần hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Bính Dương Hỏa là bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới mà lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mão. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm một nửa của cuộc đời mình. May mắn trong ngày còn có thái cực chiếu đến bản mệnh. Đây là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện tốt tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại,
đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để sử dụng chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì Dương Thổ gặp biến dương hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vừa về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp bính dương hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó có cát tinh thiên lộc chiếu đến. Thiên lộc là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi Tỵ năm 2020 canh Tí, thiên can lưu niên canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tí, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp bính dương hỏa là Tỵ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Cần chú ý vì trong ngày sẽ có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, cho nên gia chủ cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, như lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tí, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp bính dương hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mùi, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì tất yếu sẽ có tài lộc và sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có sao hàn trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mùi. Đối với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có kim dư chiếu mệnh là cát tinh phú quý. Trong ngày sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Đặc biệt vẫn tuổi lưu chuyển, đến năm 2020 canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp bính Dương Hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hành thông. Bên cạnh đó còn có tướng tinh chiếu mệnh. Tướng tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo. Vì vậy trong ngày, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tí, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bố tuổi Thân, Tí, Thìn. Người tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp bính dương hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, tuổi Dậu cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày Bình Tý, gia chủ tuổi Dậu được thiên ấp quý nhân và thái cực đóng mệnh. Đây đều là các ngôi sao may mắn. Nếu có các ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm canh Tý 2020
Do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên cuối năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp biến dung hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nữ gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Bính Dương Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Hợi. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Hơn nữa những người sinh năm Hợi và năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn trừ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên Thái Tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa đến những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây Kim Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về lời giải vận hạn ngày 16 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý anh chị đang luôn đồng hành, quan tâm cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!